Trà tứ quý có bao nhiêu loại và đặc điểm của từng loại này như thế nào? Hôm nay trong cái video này, nhà vườn Ngọc Lâm sẽ giới thiệu với bạn đặc điểm của hai loại hoa trà mi tứ quý đang có mặt tại thị trường Việt Nam các bạn nhé. Đây thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua cho bạn là hai cái mặt hoa của hai cái loại hoa trà mi này. Trà tứ quý thì nó sẽ có hai cái loại. Thứ nhất là bông hoa trà mi tứ quý cánh kép. Đây là một bông hoa trà mi tứ quý cánh kép này. Cái bông hoa của nó rất là to, to hơn cái lòng bàn tay của mình các bạn nhé. Hoa thì có màu đỏ thắm, được kết hợp từ rất nhiều cánh hoa lại với nhau như thế này. Ở giữa là nhị vàng các bạn nhé. Hoa nở rất là bền, nó phải khoảng tầm 10 đến 15 ngày nó mới tàn. Đây, còn đây là mặt hoa của bông hoa trà mi tứ quý cánh đơn. Đấy, hoa thì sẽ có 6 cánh như thế này, ở giữa là nhị vàng. Hai cái loại hoa trà mi này thì đều nở quanh năm. Đấy, thì tùy theo sở thích của mỗi người thì các bạn có thể lựa chọn cái dòng hoa trà mi nào sao cho phù hợp. Có người thì thích cánh đơn, có người thì thích cánh kép. Tuy nhiên thì giá thành của cái dòng cánh kép ấy thì nó sẽ cao hơn so với cái dòng hoa trà mi cánh đơn. Đây, để mình phân biệt cái lá của hai cái loại hoa trà mi này. Đây là lá của cây hoa trà mi cánh kép này. Đấy, các bạn thấy là lá nó sẽ to gấp khoảng tầm 4 lần so với cái dòng trà cánh đơn. Đấy, lá của dòng tứ quý cánh kép này, lá nó sẽ to hơn gấp khoảng tầm 4 lần. Bạn thấy là cái vân lá này, cái gân lá nó nổi lên rất là rõ nhé. Dòng cánh đơn này thì gân lá nó ngắn hơn. Cái dòng cánh kép này thì con thấy này, ở viền nó có răng cưa nhé. Cái răng cưa nó cũng rõ hơn so với dòng cánh đơn. Cánh đơn thì hầu như là không có răng cưa. Đấy, cái hàng cánh kép này, nó cái viền lá nó sẽ có cái răng cưa như này. Các bạn có thể sử dụng đặc điểm này để phân biệt so với cái dòng cánh đơn. Đấy, khi cây nó chưa ra hoa thì các bạn có thể sử dụng cái đặc điểm về cái kích thước của lá và cái viền lá, cái gân lá nữa, cái gân lá nổi lên rất là rõ, nó to hơn cái đường kính lá này. Đấy, cái bề rộng của lá nó khoảng tầm 3 phân 3 phân rưỡi. Đấy, còn cái chiều dài này khoảng tầm 5-6 phân. Viền bên ngoài thì có răng cưa nhá. Đấy, một đặc điểm rất là dễ dàng để các bạn có thể phân biệt so với hai cái dòng hoa trà mi này. Đấy, về cái mặt hoa thì như mình có chia sẻ với các bạn thì mỗi người thì có một cái sở thích khác nhau. Đấy, thì các bạn thích cái mặt hoa như thế nào thì các bạn phải lựa chọn cây sao cho nó phù hợp. Đấy, đây là cái dòng cánh kép nhá. Hoa thì có màu đỏ thắm này, nó rất là bền hoa. Để mình hái một bông này cho nó xuống cho các bạn xem. Đấy, bông hoa nó sẽ phải to bằng, to hơn cái lòng bàn tay của mình. Cái đường kính hoa khoảng tầm 6 đến 7 phân. Trung bình thì nó dao động khoảng tầm 5 cm là cái đường kính nhá. Đấy, có những bông hoa to thì nó sẽ to như này. Đấy, mỗi cái bông hoa thì kết hợp từ rất nhiều cánh hoa lại với nhau. Hoa có màu đỏ thắm. Cây trà tứ quý này thì nó có một cái ưu điểm là nó có khả năng chịu nắng nóng tốt, ít sâu bệnh, phù hợp với cái điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Đấy, các bạn có thể trồng ở trên ban công, sân thượng đều được. Đấy, vào thời điểm cuối năm thì các bạn có thể trồng trong chậu, đem cây vào nhà. Đấy, mình chơi Tết khoảng tầm 15 đến 20 ngày. Cây nó vẫn sinh trưởng, phát triển tốt. Đấy, sau khi trưng tiết xong thì mình sẽ đưa cây ra ngoài sân hoặc là trên ban công. Đấy, là cây nó vẫn tiếp tục sinh trưởng, phát triển bình thường. Hoa thì là quanh năm. Đấy, các lứa hoa, lứa lụ nó sẽ gối tiếp nhau. Cây rất là dễ trồng thôi, ít sâu bệnh. Đây, những cây hiện tại vườn nhà mình đây. Đấy, những cây nó cao khoảng tầm 1 mét như này, tán rộng khoảng tầm 70-80 phân. Loại này thì được gần 5 năm tuổi rồi, đường kính gốc có khoảng tầm 2 phân rưỡi 3 phân nhé. Đấy, mỗi cây thì cho tới hàng trăm lụ. Đấy, bông hoa rất là to. Đấy, cái dòng trà tứ quý này thì mỗi cái đỉnh ngọn như này nó có thể cho tới khoảng từ 3 đến 10 bông hoa các bạn nhé. 3 đến 10 cái lũ hoa nhỏ, các lứa hoa sẽ gối tiếp nhau. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn muốn bông hoa nó to như thế này, đấy, để cây nó cung cấp nhiều dưỡng chất để cho hoa nó to như thế này, thì chúng ta chỉ lên để cái đỉnh lũ này nó khoảng tầm 3 đến 5 bông hoa thôi, để làm sao mà các lứa hoa nó lở nó gối tiếp nhau. Đấy, thì khi đó thì hoa nó sẽ to hơn. Đấy, như các bạn có thể hình dung là một cây như này thì mình chỉ để cây nó trong cái một thời điểm thì chúng ta chỉ lên để cây nó lở khoảng tầm 5 đến 10 bông hoa thôi, thì khi đó nó cung cấp đầy đủ các dưỡng chất để cho cái bông hoa sẽ được to hơn. Đấy, những cái lụ còn lại thì mình sẽ tỉa vợ đi. Đây, những cái lụ này là mình có thể chỉ để 2 bông thôi. Đấy, thì khi đó hoa sẽ được to hơn các bạn nhé. Đây, thấy là cái cánh hoa bữa nay mình có hái cái bông kia xuống này. Đấy, một cái cánh hoa này rất là to nhé. Đây chính là cánh hoa của cái dòng trà mi tứ quý cánh kép. Đấy, hoa rất là đẹp. Đây còn cái dòng cánh đơn này. Đấy, nói về cái màu sắc thì cái dòng cánh kép thì hoa nó sẽ vẫn đậm hơn.
Đấy, cái dòng cánh đơn thì cái màu sắc của hoa nó sẽ nhạt hơn một chút. Đấy, lá hoa của cái dòng cánh kép này nó cũng phải to gấp đôi, gấp 3 lần so với cái dòng tứ quý cánh đơn nhé. Đây, cây tứ quý cánh đơn thì mỗi bông hoa sẽ có 6 cánh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ở giữa là nhị vàng như này. Đấy, cây trà tứ quý này thì nó cũng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi, phù hợp với cái điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Nên là rất nhiều gia đình cũng lựa chọn cái cây trà này để trang trí cảnh quan, khuôn viên, sân vườn. Tại nhà vườn Ngọc Lâm thì nhập về Việt Nam cái số lượng rất là lớn cái giống trà tứ quý này. Đây, đấy, những cây hiện đại vườn nhà mình cũng đang bắt đầu nở hoa để đón kịp Tết Nguyên đán năm 2023 này. Đấy, rất là sai hoa các nhé. Đây, đây là hoa của cái bông trà tứ quý, các bạn thấy là hoa có màu đỏ thắm rất là đẹp như này nhé. Hoa trà mi tứ quý, một loại trà rất là đẹp. Vườn nhà mình thì có rất nhiều kích thước khác nhau, giá thành cây thì nó còn phụ thuộc vào cái độ tuổi, kích thước của cây các bạn nhé. Đấy, thì bên mình có một loại là 500.000, một loại 800, một loại 1,5 triệu. Cây nó to hơn thì có giá thành khoảng tầm 5-10 triệu tùy kích thước khác nhau. Các bạn mà có nhu cầu mua hoa về trưng Tết hay là mua hoa về bán Tết thì cứ liên hệ tới vườn nhà mình. Bên mình nhập về cái số lượng rất là lớn, đảm bảo với các bạn là về cái giá thành rất là tốt trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đấy, cây nào cũng đang ủ lũ rất là sai, bầu dễ ổn định hết rồi. Về các bạn chỉ việc cắt cái bầu vải ra, các bạn trồng sang cái chậu sứ hoặc là cái chậu nhựa hoặc là chậu bê tông. Đấy thì mình chảy cần trồng cái chậu nó khoảng tầm 40-50 phân thôi là đã cung cấp đầy đủ các dưỡng chất để cho cây nó sinh trưởng phát triển rồi. Đấy, khi bạn trồng chậu thì các bạn chú ý là cái phần bên dưới của chậu thì chúng ta lên lót một lớp xỉ than hoặc là lớp sơ dừa để giúp cây nó thoát nước tốt. Đấy, cây trà thì nó cũng không ưa nước, các bạn chỉ cần giữ đủ ẩm cho cái giá thể được rồi. Đấy, những cây hiện tại ở vườn nhà mình thì được trồng từ nhỏ ở cái bầu vải nhé. Đấy, cái bầu vải các bạn thấy là được để rất là lâu rồi. Sau quá trình trồng, chăm sóc và tưới nước thì cái rong rêu nó đã mọc qua cái bầu vải này rồi. Đấy, các bạn thấy này, cây nó rất là thuần cái bầu này rồi. Nên các bạn cứ yên tâm trồng thôi. Và mình chỉ việc cắt cái bầu ra, mình sang cái chậu khác là cây nó sẽ tiếp tục sinh trưởng phát triển tốt. Đấy, cái bộ rễ của cây này các bạn này, đấy, phát triển rất là tốt nhé. Đây là cái dòng trà tứ quý. Đấy, các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái dòng trà tứ quý này về trưng Tết thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Ngoài trà tứ quý ra thì bên mình còn rất nhiều cái dòng hoa trà mi khác, như là hoa trà mi ngũ sắc, hoa trà mi hồng thơm, hoa trà đỏ cung đình, đấy, hoa trà bạch. Đấy, trà bạch cũng là một trong những cái giống trà mà được rất nhiều người sưu tầm. Đấy, nó mang một cái đẹp rất là thuần khiết và tinh khôi. Đây thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng trà bạch nhé. Trà bạch thì bên mình cũng có cái số lượng rất là nhiều. Trà bạch thì mình cũng có rất nhiều cái kích thước khác nhau, từ cây khoảng tầm 1-2 năm tuổi đến những cây nó khoảng tầm 15-20 năm tuổi đều có các nhé. Đây, đây là bông hoa của dòng trà tứ quý này. Đấy, lụ rất là nhiều, bông hoa rất là to này các nhé. Đấy, một cái bông hoa có đường kính khoảng tầm 7-8 phân, có những bông thì đường kính nó phải lên tới khoảng tầm 10 phân. Đây thì sau đây mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái lô trà bạch. Loại này được khoảng tầm hơn 2 năm tuổi rồi, cây cao khoảng tầm 70-80 phân nhé. Dòng trà bạch nó mang một cái nét đẹp rất là thuần khiết và tinh khôi, cây cao khoảng tầm 70-80 phân cũng thuần chậu hết rồi. Mỗi cây như này cho khoảng tầm 20-30 nụ. Đây các bạn nhé, đây là cái dòng trà bạch này, bạch vô nhị. Đấy, form hoa như hình dạng búp sen, được kết hợp từ hàng chục cánh hoa lại với nhau. Đặc điểm của giống trà bạch là khi nó chưa lở ấy, là cái viền ngoài lụ nó sẽ có một cái nó hơi thâm thâm như này. Đấy, khi lở thì ở cái đây bạn thấy là cái mặt bên dưới này. Đấy, khi lở là cái mặt bên dưới nó sẽ che hết đi nhé. Đấy, chúng ta chỉ nhìn thấy những cánh hoa màu trắng ở bên trên thôi. Loại này hiện tại thì vừa nhà mình đang bán với giá là 800 một cây. Đấy, ra hàng toàn quốc các bạn nhé. Các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái dòng trà bạch này thì có thể liên hệ tới nhà vườn mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì giao cây toàn quốc, giao cây tận nhà các bạn nhé. Các bạn nhận cây trước kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Đấy, các bạn liên hệ đặt hàng thì liên hệ qua hai số điện thoại là 0968 750 386 và 092 391 6866. Đấy, bây giờ các bạn có thể bắt đầu sưu tầm những cây trà để trưng Tết được rồi. Đấy, hoa thì nó rất là bền,
kéo dài khoảng tầm một vài tháng thì hoa nó mới tàn cơ. Đấy, số lượng rất là nhiều các bạn nhé.